sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978 106 552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Từ Bill Gates đến Jack Ma, 4 bài học vô giá từ các tỷ phú năm 2019. Trên thế giới chỉ có khoảng 2.604 tỷ phú đô la, chiếm 0,0002% dân số hành tinh, và hơn 67% số tỷ phú đó là tự lập. Trong năm 2019, một số tỷ phú tự lập đã chia sẻ những bài học về cuộc sống và cách mà họ đạt được thành công. Và sau đây là 4 bài học nổi bật. Bài học thứ nhất, Warren Buffett đầu tư vào bản thân. Buffett, huyền thoại của giới đầu tư, nói rằng khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm không liên quan gì đến tiền. Buffett đã nói với tổng biên tập của Yahoo Finance Andy Sauer vào tháng 4 rằng: "Cho đến nay, khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm là đầu tư vào chính mình. Cách tốt nhất để làm điều đó, trước tiên là học cách giao tiếp tốt hơn, cả bằng văn viết và lời nói, vì nó sẽ tăng giá trị của bạn lên ít nhất 50%. Nếu như bạn không thể giao tiếp với ai đó thì nó giống như nháy mắt với một cô gái trong bóng tối, không có chuyện gì xảy ra. Và bạn cần phải rèn luyện khả năng đưa ra ý tưởng của mình." Lời khuyên thứ hai của ông đó là bắt đầu chăm sóc cơ thể và tâm trí khi bạn vẫn còn trẻ. Buffett nói rằng bạn chỉ có một tâm trí và một cơ thể trong thế giới này, và bạn không thể chỉ bắt đầu học cách chăm sóc nó khi bạn đã già. Vào lúc đó bạn đã reset và đã quá muộn. Vì vậy, chăm sóc bản thân từ khi còn trẻ là rất quan trọng, và nếu như bạn đầu tư vào bản thân, không ai có thể lấy nó ra khỏi bạn. Buffett, người có tài sản ròng trị giá hơn 89 tỷ đô la Mỹ, nói thêm rằng ông tin rằng thành công thực sự của một người sẽ thể hiện khi họ đến tuổi 60 và 70. Ông kết luận: "Vâng, tôi đã nói rất nhiều lần rằng nếu bạn 65 hoặc 70 tuổi trở đi và những người mà bạn yêu cũng thực sự yêu bạn, bạn đã thành công." Bài học thứ hai, Jeff Bezos, hãy thay đổi suy nghĩ. Bezos bắt đầu xây dựng Amazon bằng cách bán sách từ nhà để xe ở Seattle của mình vào năm 1994. Ngày nay, ông sở hữu tài sản ròng trị giá hơn 111 tỷ đô la Mỹ. Trong suốt chặng đường để đạt được thành công của mình, Bezos nói rằng ông đã học được rằng điều quan trọng nhất là phải cởi mở và sẵn sàng thay đổi suy nghĩ của bản thân. Bezos đã nói tại cuộc họp của Amazon ở Las Vegas vào ngày 6 tháng 6 rằng: "Những gì tôi đúc kết được, đó là những ai có khả năng thay đổi suy nghĩ của bản thân sẽ đạt được thành công. Tất cả mọi người đều ở cùng một điểm xuất phát về ý nghĩ ban đầu, nhưng họ chăm chỉ, nhạy bén và họ tìm tòi mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi và họ có thể thay đổi." Trên thực tế, Bezos cho biết những người chiến thắng trong cuộc sống thường là những người đã làm việc chăm chỉ để tìm ra niềm vui của mình, sau đó họ chủ động khẳng định niềm tin đó. Bezos nói rằng cách tư duy này nó sẽ cho phép bạn và doanh nghiệp của bạn sáng tạo hơn, linh hoạt hơn và cuối cùng là thành công hơn. Bài học thứ 3, Bill Gates, hãy khiêm tốn. Rất nhiều người tự mãn khi họ mới chỉ kiếm được một chút tiền, nhưng Bill Gates, 64 tuổi, hiện đang là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 113 tỷ đô la Mỹ, nói rằng ông đã tìm mọi cách để kiểm soát cái tôi của mình kể từ khi trở thành tỷ phú ở tuổi 31. Gates luôn khiêm tốn bằng cách làm những việc bình thường như rửa bát sau mỗi bữa tối và lái xe đưa con đến trường vào buổi sáng. Ông nói tại sự kiện của The New York Times vào ngày 6 tháng 11 rằng ông cũng kết bạn với những người luôn khiêm tốn, trong đó người bạn thân nhất của ông là tỷ phú Warren Buffett. "Nếu như tôi cảm nhận thấy mình có chút tự mãn, tôi sẽ ngay lập tức tự kiểm điểm lại bản thân." Và bài học thứ tư, Jack Ma, ai cũng có thể thành công nếu cố gắng hết sức. Người sáng lập và tỷ phú của Alibaba, Jack Ma tin rằng bất kỳ ai cũng có thể thành công giống như ông. Sau khi học đại học, Jack Ma, người lớn lên ở Hàng Châu, Trung Quốc, đã bị từ chối tới 30 công việc trước khi trở thành giáo viên tiếng Anh. Sau đó vào năm 1995, sau khi biết đến Internet, ông đã nảy ra ý tưởng bắt đầu trang thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba với hai bàn tay trắng. Và ngày hôm nay, Jack Ma sở hữu khối lượng tài sản trị giá 46 tỷ đô la Mỹ. Jack Ma nói tại hội nghị Vivatech ở Paris tháng 5: "Tôi nghĩ mọi người đều có thể thành công nếu như thực sự cố gắng. Tôi đã thành lập tập đoàn Alibaba vào năm 1999 tại căn hộ của mình. Nếu tôi có thể thành công thì 80% số người trên thế giới cũng có thể. Bởi vì khi đó tôi gần như không có gì trừ việc tin tưởng vào tương lai." Ông tiếp tục mô tả những gì mà ông tin là ba chìa khóa để thành công, đó là suy nghĩ khác biệt, không bao giờ từ bỏ và sử dụng khéo léo các kỹ năng mà bạn có. Jack Ma nói rằng, nếu nghĩ về những điều mà mọi người đều nghĩ thì không có cơ hội. Để được thành công, Ma nói, điều cần thiết là phải suy nghĩ về những điều mà chưa ai nghĩ đến.
Điều thứ hai, Jack Ma, người đã bị Harvard từ chối tới 10 lần, nói rằng đừng để khó khăn cản bước tiến của bạn. Tất nhiên, bạn không vui khi bị mọi người từ chối, nhưng hãy ngủ ngon, thức dậy và thử lại lần nữa. Và cuối cùng, sử dụng khéo léo những kỹ năng mà bạn có. Jack Ma cho biết khi ông thành lập Alibaba, ông không biết gì về công nghệ tiếp thị hay bất cứ điều gì về công cụ pháp lý trên mạng liên quan đến việc bắt đầu một công ty thương mại điện tử, nhưng ông giỏi về giao tiếp với khách hàng. Jack Ma nói rằng, tôi chỉ biết về giao tiếp. Bạn dành thời gian cho những khách hàng của bạn và khi họ vui vẻ, bạn đã chiến thắng. Thùy Dung theo CNBC, dân trí.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính.